Chào mọi người, chúng tôi rất vui được gặp lại mọi người ở clip này. Các bậc tiền bối xưa đã dạy, làm mà không học, mù mờ như cá đi đêm. Mọi người thân mến, trí tuệ nhân tạo là kiến thức còn tương đối mới mẻ với rất nhiều người. Các loại tài liệu cũng như thông tin về trí tuệ nhân tạo là rất ít ỏi, có thể nói là hiếm hoi. Để góp phần hỗ trợ thêm sự hiểu biết của mọi người về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo khá phức tạp nhưng cũng rất quan trọng này, trong clip chúng tôi giới thiệu đến mọi người cuốn giáo trình trí tuệ nhân tạo của tác giả là tiến sĩ Đinh Mạnh Tường, được nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật Ẩn Hành. Đây là một cuốn giáo trình cần thiết cho mọi người vì tài liệu nói về nội dung như thế này là rất khan hiếm trên các kệ sách hiện nay. Cuốn giáo trình không chỉ làm tài liệu tham khảo cho lĩnh vực công nghệ thông tin mà các lĩnh vực khác cũng đều có thể tìm thấy nhiều kiến thức bổ ích liên quan mà mọi người quan tâm. Cuốn giáo trình có nội dung như sau, gồm có hai phần. Phần 1 có nội dung nói về giải quyết vấn đề bằng tìm kiếm với các chương. Chương 1 nói về các chiến thuật tìm kiếm mù. Chương 2 nói về các chiến lược tìm kiếm kinh nghiệm. Chương 3 nói về các chiến lược tìm kiếm tối ưu. Chương 4 nói về tìm kiếm có đối thủ. Phần 2 có nội dung nói về tri thức và lập luận với các chương tiếp theo. Chương 5 nói về logic mệnh đề. Chương 6 nói về logic vị từ cấp 1. Chương 7 nói về biểu diễn tri thức bởi các luật và lập luận. Chương 8 nói về logic không đơn điệu. Chương 9 nói về lưới ngưng nghĩa và hệ không. Chương 10 nói về tri thức không chắc chắn. Và chương 11 là chương cuối nói về logic mờ và lập luận sắp xỉ. Cuối cuốn giáo trình là một tài liệu tham khảo. Do thời gian lượng giới hạn nên trong clip này chúng tôi chỉ giới thiệu chương 1 thuộc phần 1. Các chương kế tiếp chúng tôi đã giới thiệu trong clip khác. Nếu mọi người quan tâm đến các chương còn lại của cuốn giáo trình này thì mời ghé đến kênh YouTube của chúng tôi sẽ có được thông tin đầy đủ nhất. Hãy đăng ký vào kênh của chúng tôi vì biết đâu sẽ có lúc mọi người cần tìm kiếm một vài thông tin gì đó từ chúng tôi thì sao. Để ủng hộ chúng tôi cũng như để theo dõi được clip khác từ chúng tôi, mời mọi người bấm vào nút đăng ký để đăng ký vào kênh của chúng tôi, bấm nút like và chia sẻ vì biết đâu có những người quen của mọi người đang cần tìm kiếm thông tin về nội dung trí tuệ nhân tạo này, vân vân. Thay cho lời cảm ơn chúng tôi hy vọng clip này sẽ mang lại nhiều kiến thức bổ ích cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã ghé xem clip của chúng tôi. Bây giờ mời mọi người cùng xem clip. Thank you.
đây là kết thúc chương 1 thuộc phần 1 để nhận được đầy đủ nhất về cuốn giáo trình trị về nhân tạo này, cũng như nhiều thông tin bổ ích cần thiết khác. Chúng tôi mời mọi người ghé đến kênh YouTube có địa chỉ mà chúng tôi đã cung cấp phía dưới cuốn clip này. Mọi người sẽ cập nhật được đầy đủ toàn bộ các thông tin từ chúng tôi. Do thời gian cũng như khả năng trình bày còn hạn chế, chúng tôi mong muốn nhận được nhiều góp ý hay nhận xét của mọi người để clip tiếp theo chúng tôi sẽ thực hiện được tốt hơn. Chào tạm biệt mọi người ở clip này. Hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo.